Đây là lưỡi đỏ tươi này anh chị em nhé, lưỡi đỏ tươi rất là đẹp, với cái cần bông rất là dài luôn, cực kỳ là dài đấy. Những chậu hoa rất là đẹp, đều bông. Xin chào cả nhà nhé, chào tất cả anh chị em đam mê hoa lan rừng. Hôm nay Trường Sơn lại ra chợ Địa Lan để cho anh chị em thấy những cái giò hoa lan Địa Lan Trần Mộng, kiếm Trần Mộng rất là đẹp, bông rất là to. Bây giờ tới rồi đấy. Và những chậu Địa Lan Trần Mộng này nó có giá từ 1.500.000 đồng, có những chậu chỉ có 1.200.000 đồng thôi, lên tới khoảng 3 triệu là hết cỡ nhé. Năm nay Địa Lan Trần Mộng rất là rẻ. Mọi người có thể nhìn thấy những cái chậu Địa Lan Trần Mộng rất là to, cực kỳ là to và đẹp. Bông hoa thì rất là rực rỡ rồi. Hàng năm thì mọi người cứ chọn những cái chậu có nụ. Nhưng mà thấy Trường Sơn thấy rằng là những cái chậu có hoa như thế này, nở hoa như thế này, thì nó rất là rực rỡ. Và hiện tại thì hôm nay đã là 18 âm rồi.
Những chậu địa lan như thế này thì mọi người sẽ về chơi hoa rất là hợp lý, chứ không phải chờ đợi nữa, đấy, rực rỡ luôn. Và cần bông năm nay rất là đều nhé, rất là đều bông, hoa xanh ngọc rồi hoa màu sáng màu, màu vàng tươi với cái bộ lưỡi rất là đỏ, rất là đẹp, đậm sắc đây. Cực kỳ là đẹp luôn. Và hôm nay Trường Sơn sẽ cho mọi người ngắm từng cái chậu một để cho anh chị em muốn sưu tầm thì cũng có thể liên hệ với Trần Trường Sơn, vườn lan Trường Sơn để cho anh chị em sưu tầm được. Với giá tiền chỉ có khoảng 1 triệu 2 đến khoảng 3 triệu đồng. 1 triệu 2 thì nó khoảng tầm 12 đến 14 cành hoa. Nói chung là nó rơi khoảng 100 đến 120 nghìn một cần bông thôi. Đấy, cũng tùy từng chậu. Anh chị em lấy cái giá chậu nào, mức giá tiền như nào thì Trường Sơn sẽ giúp anh chị em.